Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Thụy Sĩ với Cameroon 17 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2022, lượt 1 bảng G, World Cup 2022. www.048.com. Hiện có hơn 30.000 game nổ hũ và bắn cá. Game bắn cá, điện tử MG, điện tử PG, game bài nổi tiếng trên toàn thế giới và nhiều loại đa dạng khác. Rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của ứng cử viên số 1 cho ngôi vương Brazil và một Serbia từng xếp trên cả Bồ Đào Nha ở vòng loại. Thụy Sĩ hiểu rằng chỉ có chiến thắng trước Cameroon trong ngày ra quân mới giúp họ mở ra hy vọng đi tiếp. Với việc để thua một đại diện khác của châu Phi là Ghana 2-0 ngay trước thềm vòng chung kết, Thụy Sĩ ít nhiều bị nghi ngờ về khả năng khuất phục Cameroon. Mặc dù vậy, kết quả ở trận giao hữu vừa qua không phải là thước đo chính xác cho sức mạnh của đội bóng xứ sở đồng hồ, bởi điều mà họ nhắm đến là tìm kiếm cảm giác bóng và làm quen với khí hậu tại Qatar. Nên nhớ ở chiến dịch vòng loại, chính Granit Xhaka cùng các đồng đội là những người đã gián tiếp khiến nhà đương kim vô địch Euro Italia phải trở thành khán giả bất đắc dĩ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước trận thua Ghana, đoàn quân của huấn luyện viên Murat Yakin đã mang về 3 chiến thắng liên tiếp trong khuôn khổ UEFA Nations League 2022-23. Dù phải chạm trán hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Cộng hòa Séc, đó chính là những cơ sở để tin rằng Thụy Sĩ sẽ có được khởi đầu suôn sẻ ở lượt trận mở màn. Niềm tin dành cho Thụy Sĩ càng được củng cố bởi Cameroon đang thể hiện một phong độ cực kỳ đáng báo động. Ở hai trận giao hữu cuối cùng vừa qua, Cameroon đã để cho những đội bóng không được tham dự World Cup 2022 là Jamaica và Panama cầm chân đều với tỷ số 1-1. Nếu như trận hòa Jamaica có thể bào chữa bằng việc Cameroon chưa có lực lượng mạnh nhất, thì trận hòa Panama thực sự là kết quả gây thất vọng khi mà những chú sư tử bất khuất vẫn không thể giành chiến thắng. Bất chấp việc đã tung ra đội hình gần như tốt nhất với sự xuất hiện của dàn sao đang thi đấu tại châu Âu như Choupo-Moting Bayern Munich, Andre Onana Inter Milan, Zambo Anguissa Napoli, Toko Ekambi Lyon, Brian Bimmer Brentford. Trong đợt hội quân vào tháng 9, Cameroon thậm chí đã toàn thua Hàn Quốc và Uzbekistan mà không ghi nổi bàn danh dự nào. Với hành trang là chuỗi 4 trận liên tiếp bất thắng, xem ra thầy trò huấn luyện viên Rigobert song khó lòng giành điểm trước Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ở một trận đấu chính thức Cameroon thường thi đấu cực kỳ khó chịu, với kèo châu Á Thụy Sĩ chấp 0.75, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, Cameroon được chấp 0.75 full time. Như đã đề cập ở trên, thất bại trước Ghana trong một trận giao hữu vô thưởng vô phạt không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng với Thụy Sĩ. Ở những giải đấu lớn gần đây, Thụy Sĩ luôn là cái tên khiến cho các đối thủ phải dè chừng. Trái lại, phong độ của Cameroon đã sa sút nghiêm trọng kể từ sau màn lội ngược dòng trước Algeria để giành vé tới Qatar. Tuy nhiên, Cameroon lại sở hữu dàn hảo thủ đang có phong độ khá ổn, với kèo châu Âu anh em cân nhắc Cameroon. Chốt kèo châu Âu, Cameroon thắng. Khi mà một tấm vé đi tiếp coi như đã nằm trong túi của Brazil, ba đội bóng còn lại sẽ phải quyết chiến cho tấm vé thứ hai. Đây cũng là lý do để tin rằng màn so tài giữa Thụy Sĩ và Cameroon sẽ diễn ra phóng khoáng, bởi cả hai đội chắc hẳn đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, mục tiêu 3 điểm khá quan trọng, nhưng nhiều khả năng hai đội sẽ chơi thận trọng và sẽ bung sức ở một số thời điểm cần thiết. Với kèo tài xỉu 2.0, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.0 chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Cameroon được chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, Cameroon thắng. Kèo tài xỉu 2.0 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Thụy Sĩ 1 Cameroon 2. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.